Năm 2023, huy chương của giải chạy VN Express Marathon Hanoi Midnight đã chứng kiến một bước đột phá trong thiết kế với việc lần đầu tiên áp dụng mẫu huy chương có phần nền được đục thủng, tạo không gian cho các runner tự do khắc ghi dấu ấn cá nhân. Huy chương với tổng thể hình tròn, kích thước 90x96mm, được làm từ hợp kim thép không gỉ, phủ lớp mạ vàng lấp lánh. Không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực vượt qua đường đua mà còn là một mảnh ghép tinh tế mang đậm văn hóa Việt. Sự kiện thể thao này thu hút hơn 11.000 người tham gia, với mỗi người mang trong mình một niềm cảm hứng, một câu chuyện riêng biệt về Hà Nội. Đây là cơ hội để họ không chỉ chạm đến cột mốc cá nhân mà còn thể hiện tình yêu với thủ đô qua việc sáng tạo trên chính tấm huy chương của mình. Huy chương giải chạy đêm lần này còn là sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, với viền ngoài được cảm hứng từ họa tiết của trống đồng Đông Sơn, biểu tượng sâu đậm của văn hóa lịch sử Việt Nam. Đồng thời, những câu chuyện dân gian như vua Lê Lợi và truyền thuyết trả gương thần cho rùa vàng cũng được khéo léo khắc họa, qua đó tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc. Đặc biệt, mặt trước của huy chương nổi bật với hình ảnh tháp rùa, cầu Thê Húc tượng trưng cho linh hồn của Hà Nội trên nền nước xanh lục, trong khi mặt sau khắc dòng chữ Finisher khẳng định thành quả của người chạy. Màu sắc của huy chương cũng phản ánh hình ảnh của phố cổ với sắc vàng trầm của dãy nhà cổ, xanh rêu của hồ Lục Thủy và màu bã trầu nhuốm lịch sử. Với 4 cự ly khác nhau trong giải đấu, mỗi cự ly sẽ được phân biệt bằng màu sắc dây treo huy chương, tạo thêm phần đặc trưng cho từng thành tựu. Người chạy hoàn thành cự ly marathon sẽ được trao huy chương với dây màu xanh navy, bán marathon là màu cam, và 10 km với dây xanh nước biển, thể hiện mức độ thách thức và sự kiên trì mà họ đã vượt qua.